Lan Hương xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức 24 giờ TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về tình hình bầu cử Mỹ năm 2020 hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Chính quyền Biden phải đối diện áp lực cực lớn từ Trung Quốc. Chính quyền Biden lo lắng Trump làm lộ bí mật quốc gia sau khi rời Nhà Trắng. Ông Donald Trump định bùng nổ vào ngày Tổng thống Mỹ nhậm chức của Biden sắp tới. Ông Trump lại tuyên bố sốc hơn một triệu phiếu bầu ở Pennsylvania từ trên trời rơi xuống. Sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Chính quyền Biden phải đối diện áp lực cực lớn từ Trung Quốc. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung được kỳ vọng sẽ phải tái khởi động bất chấp những lùm xùm xung quanh sự rời đi của Tổng thống Donald Trump các cựu quan chức tình báo và giới phân tích chính sách đối ngoại vẫn đang phỏng đoán về cách Bắc Kinh sẽ thử lửa chính quyền Joe Biden nhằm tìm ra điểm yếu và cơ hội. Hầu hết chuyên gia và giới phân tích đều cho rằng Bắc Kinh ban đầu sẽ thận trọng trong việc tiếp cận với quá trình chuyển giao quyền lực, tránh gây ra trục trặc cho quan hệ song phương. Sau 4 năm hai nước chìm trong chiến tranh thương mại, lời qua tiếng lại và cáo buộc lẫn nhau. Ching Shun, phó giáo sư tại Đại học Denver dự đoán Bắc Kinh có thể thử kết hợp với cách thăm dò, vừa cương vừa nhu khi tiếp cận chính quyền mới. Theo giới phân tích, các sự cố ngoài ý muốn hay hiểu lầm lẫn nhau có thể thử thách quan hệ Mỹ-Trung như vụ Mỹ ném bom vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Serbia vào năm 1999 dưới thời chính quyền Bill Clinton hay vụ máy bay Mỹ-Trung va chạm ở ngoài khơi đảo Hải Nam dưới thời chính quyền Gerald W. Bush. An Kang, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Đại học Thanh Hoa bày tỏ lo ngại rằng, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng hiện nay về vấn đề Đài Loan, kiểm soát vũ khí hạt nhân hay Biển Đông, chính quyền Joe Biden có thể đánh giá sai ý định của Bắc Kinh và phản ứng thái quá, thậm chí hiểu lầm rằng Trung Quốc đang tìm mọi cách lợi dụng giai đoạn chuyển giao quyền lực của Mỹ để hành động. Theo nhà nghiên cứu Engang, cả Mỹ và Trung Quốc đều quan tâm đến việc quản lý và kiểm soát nguy cơ xung đột Frank Januji, Chủ tịch quỹ Mansfield và là cựu cố vấn chính sách lâu năm cho ông Biden tại Thượng viện nhận định, Joe Biden ngày nay thận trọng với Trung Quốc hơn so với 20 năm trước đây vì hành vi của Trung Quốc thì không phù hợp với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Chuyên gia January nhận định, tôi nghĩ ông ấy nên như vậy, nhưng ông ấy không đóng cửa với Trung Quốc. Richard Boucher, chuyên gia tại Viện Western thuộc Đại học Brown và là cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu ông Biden có tập hợp cả thế giới để chống lại họ không. Và đây thực sự là một mảnh đất màu mỡ. Châu Âu đã mong chờ điều này trong suốt nhiều năm. Đây cũng là điều Trung Quốc lo sợ nhất. Richard Boucher, chuyên gia tại Viện Washington thuộc Đại học Brown và là cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trung Quốc cũng sẽ theo dõi liệu chính quyền Biden tích cực như thế nào trong việc tiếp tục theo đuổi các chiến dịch gây sức ép của chính quyền Trump nhằm vào Huawei, TikTok và các tập đoàn công nghệ khác của Trung Quốc nhằm giành được vị thế bá chủ toàn cầu. David Clinton, lãnh đạo phòng khoa học chính trị tại Đại học Baylor nhận định, họ tức Trung Quốc muốn cải thiện mối quan hệ nhưng không muốn trả giá quá nhiều. Trung Quốc cũng có những công cụ của nước này để theo dõi mối quan hệ với Mỹ. Họ có thể tận dụng mối quan hệ với nước láng giềng Triều Tiên để thăm dò chính quyền Biden. Tần suất Bình Nhưỡng khiêu khích Washington, trung bình 4,5 tuần một lần. Dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, 5,5 tuần một lần dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-ji và 13 tuần một lần dưới thời nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành. Theo Shumitari, nhà nghiên cứu của CSIS và từng làm việc cho CIA, Việc Trung Quốc nóng hay lạnh với Triều Tiên phụ thuộc vào quan hệ giữa Bắc Kinh với Washington. Nhà nghiên cứu Terry nhận định, thông điệp gửi Triều Tiên là thông điệp gửi Mỹ. Trung Quốc cũng có thể thực hiện các bước nhằm chống lại nỗ lực của Mỹ hòng cô lập Bắc Kinh về mặt ngoại giao. Trung Quốc có thể tăng cường quan hệ với các nhóm thương mại hay những nước phụ thuộc vào Bắc Kinh về kinh tế, sử dụng quyền phủ quyết tại Liên hợp quốc để ngăn các quyền điều tra nhân quyền hoặc thông qua bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông vốn bị trì hoãn từ lâu. Điều này làm suy yếu nỗ lực của Lầu Năm Góc trong việc tập hợp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng mở rộng từ Bắc Kinh. Để đón đầu tình hình, Bắc Kinh gần đây đã cử đặc phái viên đến Seoul và Tokyo, đồng thời hối thúc châu Âu đi theo con đường độc lập hơn về Mỹ. Trung Quốc cũng trở thành thành viên sáng lập của một tổ chức thương mại khu vực và thể hiện sự quan tâm đến một khối thương mại khác. Cả hai khối này đều không có sự tham gia của Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Trump theo đuổi chiến lược nước Mỹ là trên hết. Chính quyền Biden lo lắng Trump làm lộ bí mật quốc gia sau khi rời Nhà Trắng. Trump từng nhiều lần vô tình tiết lộ thông tin mật cho truyền thông và cả lãnh đạo nước ngoài, điều khiến giới tình báo an ninh không khỏi lo lắng. Khi David Princess còn là một sĩ quan Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, ông đã phải bay tới Houston để cập nhật cho cựu Tổng thống Gerald W. Bush về những diễn biến mới ở Trung Đông và tham vấn ông. Những thông tin này đều là tuyệt mật. Đây là một phần truyền thống lâu đời khi các cựu Tổng thống Mỹ thường được hỏi ý kiến và có quyền truy cập vào một số bí mật của quốc gia. Song Priyas và các cựu quan chức tình báo khác cho rằng Tổng thống đắc cử Joe Biden tốt nhất là không nên giữ truyền thống đó trong trường hợp của Tổng thống Donald Trump. Đế chế bất động sản của Trump đang đối mặt nhiều áp lực tài chính và thương hiệu của ông đang bị tổn thương. Điều làm giới tình báo lo ngại rằng Tổng thống có thể lợi dụng những bí mật quốc gia để thu về lợi ích riêng. Theo tài liệu do New York Times đăng tải, hồ sơ thuế của Trump cho thấy ông dường như đang đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng. Ông đã đích thân đảm bảo cho một khoản nợ trị giá hơn 400 triệu đô la Mỹ của các công ty do ông đứng tên giữa lúc đại dịch COVID-19 đang làm trao đảo ngành du lịch, khách sạn, Lĩnh vực chủ đạo trong đế chế kinh doanh Trump. Trump nhiều lần khẳng định tình hình tài chính của ông hoàn toàn ổn và các khoản nợ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tài sản mà ông nắm giữ. Tuy nhiên nhìn chung, những khoản nợ ngân hàng nước ngoài lớn thường là yếu tố khiến một người bị hủy quyền tiếp cận thông tin mật. Chủ nợ lớn nhất của Trump được cho là ngân hàng Deutsche, ngân hàng Đức có mối liên kết với Nga. Các cựu tổng thống Mỹ sau khi rời nhà trắng thường kiếm tiền bằng việc viết sách và diễn thuyết nhưng không cựu tổng thống nào có mối liên hệ kinh doanh quốc tế chẳng chịt như Trump. Ông có lợi ích kinh doanh và các mối quan hệ làm ăn ở cả Trung Quốc, Nga và các đối thủ khác của Mỹ. Những nước luôn thèm khát các bí mật an ninh quốc gia Mỹ, dù là nhỏ nhất. Trump đã cho thấy ông là một tổng thống không coi trọng việc giữ bí mật. Josh Goldsmith, quan chức cấp cao Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời tổng thống Gerald W. Bruce nhận xét, ông ấy có xu hướng không coi trọng các quy tắc liên quan đến an ninh quốc gia, và ông ấy có khuynh hướng thích bán đi những thứ mang lại giá trị cho bản thân. Smith và các chuyên gia khác lưu ý rằng tổng thống Trump từng nhiều lần bất cẩn tiết lộ thông tin mật. ông từng chia sẻ với bộ trưởng ngoại giao và đại sứ nga hồi năm 2017 về thông tin đe dọa khủng bố cực kỳ nhạy cảm mà Mỹ được một đồng minh cung cấp. năm ngoái thì ông đăng trên Twitter một bức ảnh vệ tinh bí mật về cơ sở hạt nhân của Iran trong các cuộc phỏng vấn với nhà báo bob woodward để lấy tư liệu cho một cuốn sách mới xuất bản hồi mùa thu trump đã khoe về hệ thống vũ khí hạt nhân bí mật mà cả nga và trung quốc đều không biết theo washington post các nguồn tin của woodward về sau xác nhận rằng quân đội mỹ có một hệ thống vũ khí bí mật mới nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết họ còn thấy bất ngờ vì tổng thống trump lại tiết lộ nó khi trump thông báo với công chúng về cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ông cũng tiết lộ những thông tin mật và nhạy cảm về cuộc tấn công như có một con chó nghiệp vụ bị thương, 8 trực thăng đã được điều động, đưa đặc nhiệm Mỹ tới địa điểm hành động và họ đã thực hiện sứ mệnh trong khoảng 2 tiếng. Năm 2017, Trump đã tiết lộ vị trí của hai tàu ngầm hạt nhân Mỹ gần Triều Tiên cho Tổng thống Philippines. Năm 2018, New York Times đưa tin Trump thường xuyên dùng điện thoại không bảo mật gọi cho bạn bè, tạo lỗ hổng để gián điệp nước ngoài nghe lén. Joe Weiss, cựu sĩ quan CIA tuần qua, đăng một bài viết trên trang tin Just Security cảnh báo rằng việc Trump có quyền tiếp cận các thông tin tuyệt mật sau khi rời Nhà Trắng sẽ tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Weiss viết, các khoản nợ lớn của Trump là rủi ro phản gián rõ ràng và đáng báo động. Cựu giám đốc CIA John Brennan cho rằng chính quyền Biden cần cẩn trọng khi cân nhắc liệu có nên giữ truyền thống để Trump tiếp cận với các thông tin mật trong tương lai hay không. Brennan nói, chính quyền mới cần được tham vấn và lập tức tiến hành, đánh giá nhằm xác định xem liệu Tổng thống Donald Trump có nên tiếp tục được truy cập thông tin mật không dựa trên những hành động trong quá khứ và mối quan ngại sâu sắc về những gì ông ấy có thể làm trong tương lai. Ông Donald Trump định bùng nổ vào ngày Tổng thống Mỹ nhậm trước của Biden sắp tới. Trang Daily Beast dẫn ba nguồn tin xác nhận Tổng thống Donald Trump hiện cân nhắc tái tranh cử vào năm 2024, đồng thời tiết lộ ông đang thảo luận về những chi tiết cụ thể với các cố vấn và người thân tín. Trong đó, hai nhân vật tiết lộ Tổng thống Trump có ý muốn công bố chiến dịch vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, trùng thời điểm diễn ra lễ nhậm chức của ông Joe Biden nếu nỗ lực pháp lý của ông Trump để lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 không thành công. Kế hoạch này được cho là nhằm tối đa hóa hiệu quả truyền thông, giúp ông Trump luôn ở tâm điểm dư luận ngay cả khi rời Nhà Trắng. Giáo sư luật Christopher Tobias tại trường luật thuộc trường đại học Richmond của Mỹ nhận định, đây sẽ là một quyết định chưa từng có nếu tổ chức sự kiện vận động tranh cử vào ngày lễ nhậm chức của ông Biden. Giáo sư Tobias trao đổi với trang Business Insider qua email, "Không ai thua cuộc trong cuộc đua vào Nhà Trắng, từng tuyên bố ý định tranh cử 4 năm sau." Ngày mà người chiến thắng tuyên thệ nhậm chức. Theo Bloomberg, đầu tháng này, Tổng thống Trump chia sẻ ý định tái tranh cử vào năm 2024 với một số nhân vật cấp cao trong chính phủ, gồm Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien. Ông từng nói với các phụ tá rằng có thể tuyên bố tái tranh cử vào cuối tháng 12. Trong những cuộc trao đổi riêng, Tổng thống Trump tự tin ông sẽ tiếp tục danh sự chú ý trong vài năm tới. Ông Trump cũng cho rằng Truyền thông cảm thấy cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden nham chán. Các hãng tin tuyên bố ông Joe Biden là người chiến thắng, cuộc đua vào Nhà Trắng và đến nay tổng thống Trump vẫn chưa chấp nhận thua cuộc. Phía ông Trump vẫn theo đuổi các vụ kiện tại tòa án nhằm ngăn công nhận kết quả bỏ phiếu. Ông Trump nhiều lần từ chối nhượng bộ. Ông và đội ngũ của mình liên tiếp đưa ra những cáo buộc về hành vi gian lận cử tri. Chẳng hạn hôm 26 tháng 11, tổng thống Trump lại tuyên bố gian lận bầu cử trên diện rộng đã xảy ra nhưng không đưa ra các bằng chứng. Hầu hết các thách thức pháp lý của ông Trump tại các bang chiến trường nhằm lật ngược kết quả bầu cử đã bị bác bỏ. Gần đây nhất, tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết vào hôm 27 tháng 11 bác bỏ vụ kiện của đội ngũ ông Trump để ngăn Pennsylvania chứng nhận kết quả bầu cử. Ông Biden đã thắng bang này. Trả lời báo giới vào dịp lễ tạ ơn, Tổng thống Trump từ chối tiết lộ ông sẽ tham dự lễ nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 2021 hay không. Ông Trump nói, Tôi chưa muốn nói, nhưng sự thật là tôi có câu trả lời rồi. Ông Trump lại tuyên bố sốc hơn một triệu phiếu bầu ở Pennsylvania từ trên trời rơi xuống. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cho rằng ông sẽ thắng đậm ở bang chiến trường Pennsylvania nếu không có ra lận bầu cử. 1 triệu 126.940 phiếu bầu từ trên trời rơi xuống. Tôi thắng đậm ở Pennsylvania. Không ai biết được điều đó đã có gian lận phiếu bầu ở Pennsylvania. Ở tất cả các bang chiến trường khác cũng vậy. Thế giới đang theo dõi. Tổng thống Trump viết trên Twitter. Pennsylvania là bang chủ chốt quyết định cục diện cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Đầu tuần này Pennsylvania đã xác nhận kết quả bỏ phiếu cho thấy ông Biden chiến thắng nhờ giành nhiều hơn tổng thống Trump khoảng 80.000 phiếu bầu. Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump cáo buộc đã xảy ra lan gian lận ở Pennsylvania khi các giám sát viên của Đảng Cộng Hòa bị ngăn cản theo dõi quá trình kiểm phiếu. Đội ngũ của ông Trump đã theo đuổi hàng loạt vụ kiện ở Pennsylvania với hy vọng đảo chiều ngược chiến thắng của ứng viên dân chủ Joe Biden. Trong một diễn biến mới nhất, hội đồng gồm 3 thẩm phán của Tòa án Phúc Thẩm bang Pennsylvania ngày 27 tháng 11 đã bắt đơn kiện của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn ông Joe Biden tuyên bố chiến thắng ở bang Pennsylvania. Sau phán quyết của tòa, Jenna Ellis, một luật sư trong chiến dịch của Tổng thống Trump cho biết sẽ đưa vụ kiện lên tòa án tối cao. Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa công nhận kết quả bầu cử và liên tục đưa ra cáo buộc ra lận bầu cử. Trong tuần này, ông tuyên bố sẽ chỉ rơi Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu sớm cho ông Biden và ông Biden phải chứng minh được hơn 80 triệu phiếu bầu cho ông ấy là hợp trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới của chúng tôi để đội ngũ có thể kịp thời trả lời quý vị. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức 24h TV.